Chào mừng các bạn đã đến với người trong văn phòng hay gấu to ta. Gấu to. Gấu to. Và tụi mình đang được à không phải được nữa. Mà tao với mày đang tự đi mua móng heo chiên. Cái món này là đặc sản mà mình đã được thử 4 năm trước. Bệnh quá không biết nói gì. Mẹ bà. Nhưng mà bây giờ tụi tôi sẽ mua nó về và ép gấu phải review nó. Bắt gấu trả tiền. Bắt gấu trả tiền luôn. Đâu rảnh mà bỏ tiền ra. Đúng rồi. Đúng. Mà bây giờ phải trả tiền trước. Có tiền không? Ai trả? Gì vậy ba? Nghiện ngập vậy? Thơm lắm á. Thơm lắm, chịu không nổi luôn á. Bây giờ mình sẽ vô bắt gấu trả hôm tiền. Nay gấu mời. Gấu mời tụi mình ăn. Mặc dù tụi mình bỏ tiền ra mua. Mày thấy vô lý vậy không? Gạo. Dậy. Rồi mang cái gì tới cho anh nè. Mày hai giờ chưa cái gì. Mà anh hửi được cái gì chưa? Anh hửi được, ba đang mơ ba. Không thiệt vậy. Cực phẩm. Đâu? Móng heo chiên đường cao thẳng. Ngon chưa? Cái này là tụi mày mua cho anh đó hả? Không. À đúng là em mua cho anh á. À. Nhưng mà anh phải mời em ăn trong cái clip của anh. Trong chuyên mục hôm nay gấu mời. Chuyên mục nó dạo này. Là gấu đây và rất vui được gặp lại các bạn, bạn trong với người trong văn phòng và chúng ta đang ở chuyên mục hôm nay gấu mời. Và món ăn hôm nay của chúng ta đó chính là món này món gì? Móng heo chiên cao thắng. Mày không biết mình đang ngủ thì tụi nó bắt mình phải làm cái chuyên mục với tụi nó. Gọi đi lên. Các bạn đã đến với gấu to. Hồi nãy chào rồi mà. Em chào rồi. Em chào trước luôn rồi. Hôm nay mình rất là vui khi mình mời được. Không mà mình bị ép buộc các bạn này. Đúng rồi. Hai đứa nó mua cái phần này về xong rồi mình đang ngủ và nó nhào vô và nó mà nắm đầu mình. Mà anh có thấy nó thơm không? Thơm. Từ cái món này là món nhậu. Thật ra nó chỉ có bán 2 phần một ngày thôi. Đù. Không, cái này là xấu. Tới 3 giờ là hết sạch. Cái món này có một cái điểm hay phải đó là cái bà chủ quán biết cái món này ngon. Đúng rồi, bà cứ nghĩ mỗi lần mà em tới mua mà nó hết rồi bà cứ con ăn cái khác. Thôi đi ăn cái khác thì con ơi cái khác cũng ngon mà. Nhưng mà thật ra cái này kiểu như là cái quan trọng người ta tới quán của bà và phải mua từ lúc 12 giờ cho tới 3 giờ còn sau đó là không còn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Ăn thôi. Yeah. Ăn rồi. Các bạn có biết là cái câu chuyện là tụi nó đã là kêu mình review cái món này rất là lâu rồi nhưng mà mình lười đi lắm. Anh ăn trước đi, anh nhận xét trước khách quan quá. Mà nghe giòn quá ta. Đối với em cái món này không cần chấm. Thì nó ngon sẵn rồi. Ngon. Nãy giờ mình để rất là lâu rồi phải không? Giòn. Da heo vẫn giòn à. Ngồi nó giòn rụm luôn á. Ngon quá. Nên ăn nóng hơn. Ăn mùi thơm quá. Ăn nóng nó ngon hơn. Mùi này nó không giống mùi móng heo không mày. Ra là móng heo. Đây là cái móng heo mà. Ra là móng heo. Tụi bay không có chiên gì review food nhá. Chán. Mà sau khi 1 tiếng 2 tiếng rồi mà nó vẫn giòn được như vậy. Khá là vừa ăn. À, không không cần chấm cái này luôn, ăn không nó vẫn vừa ăn. Mà cái hay là phải múc ra. Đúng rồi. À 18 cộng. Cái món này các bạn, cái cực khổ nhất mà để có được nó là các bạn dù cho có tiền đi nhưng mà 12 giờ trưa các bạn phải đến cái chỗ đó rồi các bạn đợi để chiên và các bạn lấy cái món này. Thế là không phải dễ dàng gì mua được, cái này cũng không có ship đúng không? Không có ship trên Now hay gì hết đúng không? Không có ship. Đúng rồi. Không thấy luôn. Chỉ vô quán đó còn không có nữa, ship sao mà. Ghê vậy. Hai đứa người trong văn phòng nó có kêu là mình làm món này rồi nhưng mà trưa các bạn nắng 12 giờ trưa nắng nôi rồi. Phải đi ship, phải đi mua mấy này nó mệt lắm nên là mình... Nên là tôi tự đi bắt ép ở phải làm món này. Đây là chuyên mục hôm nay gấu mời các bạn và tí nữa mình phải trả tiền 300 ngàn cho cái phần ăn này. Cái này á, người ta thường gọi đó là giò heo chiên nhưng thật ra nó là cái móng heo chiên. Vì cái giò là nó khác nha, cái giò nó sẽ là thịt cắt lát thôi. Nó thịt cắt lát ra. Anh có biết cái móng đó không? Biết. Cái móng người ta gọi là giò, đó là cắt không à, nó không có xương, khúc xương gì. Này là cái móng nè, đây là cái móng nè. Tao ăn này rất này, ngon. Đây là hình móng. Em biết cái móng heo này nó có công dụng gì không? Chữa thấp khớp à? Không, nó công dụng cho bà bầu là sẽ làm nhiều sữa. Ồ, vậy em anh á. Đầy đầy khuôn trăng đầy đặn nét ngài ngỡ ngang. Anh rất thích cái móng heo.
chậm này làm ngon thật. Nè. Mà em với Hà đang cái này từ hồi năm 2015, bốn năm rồi, cái hương vị của nó. Cái đầu. Và bà chủ bà vẫn không biết cái món này bà làm rất là ngon. Cái điều kỳ lạ là chỗ đó anh. Hay là bà giả bộ bà không biết ta? À, đối với bà quán nhậu thì như quán nhậu bình thường. Cái món rất là nhiều món quá nên không có món nào gọi là đặc sản. Nếu cô coi được cái clip này nha. Thì con nói thẳng cho cô biết. Cô cần nhắc, cô nói thẳng cô biết là món này cô làm ngon. Nên nhập. Anh với anh á thì anh nghĩ cái món này mình nên ăn với mắm me. Mắm me. Mắm me nó sẽ ngon hơn. Tại vì cái phần giòn của nó khi mà chấm với lại mắm me nó sẽ hợp với lại cái phần giòn giòn của cái chiên giòn này. À nghe anh nói là anh Gấu biết làm mấy này mà đúng không? Biết biết. Thì cái cục thịt mà ba đội chiên giòn anh làm nó vẫn giòn để sau một tiếng. Cái mình thích nhất cái móng heo này khi mình ăn á là nó không bị hôi các bạn. Chiên lên để một hồi vẫn giòn và đặc biệt phần thịt của nó không bị hôi, thịt rất là chắc và bên trong phần thịt vẫn còn ướt. Tức nghĩa là cái này là chiên vừa tới, không phải chiên quá lửa. Thông thường nếu mà chúng ta chiên quá lửa thì phần thịt bên trong nó sẽ bị khô đó, và ăn rất là cứng, không được giòn như vậy đâu. Mà em là do người trong văn phòng nên em chỉ là em với anh thôi, em biết nói gì ăn. Ngon quá, cảm ơn anh Gấu với anh Huy NL đã tài trợ cho tụi em. À. Nếu mà anh Huy nào là có cân nhắc thì có thể cân nhắc mua lại từ trong văn phòng của tụi em. Cảm ơn. Không ai mua đâu bà ơi. Cái này là không phải là tụi em năn nỉ anh mua nha. Mà em đợi anh năn nỉ mua tụi em. Ngon quá à. Thật đấy. Anh phải múc nó anh ơi. Múc có tủy ở trong hay gì? Mặc dù em không múc được cái xương bình thường nha. Nhưng mà riêng cái món này thì em lại múc rất là múc lấy múc để luôn. Em với con gà không thích những cái phần gân hay mỡ, tức là những cái phần mà tạo cảm giác nó hơi bị mềm mà eo eo á. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà riêng món này là em với gà múc vãi cái đây. Múc tới bến luôn. Đồ mấy đứa, cái da heo này nó có được ướp không? Có. Em nghĩ có đúng không? Là có. Nó có được ướp nước mắm chua ngọt. Tại nãy giờ anh ăn trúng một cái phần khá là nhiều cái mùi nước mắm. Nhưng mà cái mà anh không thích ở đây chính là cái phần ướp á, nó hình như nó đang chưa đều. Cái vị mặn của mấy đứa ăn á là cái vị mặn của muối. Muối sẽ được xét đều lên để lúc mà chiên đừng bị dăng, với lại nó sẽ giữ được độ giòn lâu hơn. Nhưng mà cái mà vị ướp mà dạng như là có thơm thơm đó, nấu á hả? Nó thì là chưa đều. Nhưng mà nếu nó ướp chưa đều á, anh có ăn không? À, ngon. Vậy thôi. Này phải có xôi hay cơm này. Xôi không, xôi em nghĩ xôi với cơm không hợp. Không hợp đâu. Nó chỉ là dùng để ăn riêng ha. Ăn bia. Không á hả? Ăn không rồi uống bia. Ăn rồi uống bia. Ngon quá. Đang quay. Đang sức quay. Đang quay. Không biết có nào có tỷ, em phải hỏi con gà. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại bà này bà nên lót lá chuối với lại cái hầm. Để tránh bị chảy ra. Chảy ung thư thấy mẹ luôn á. Má không muốn nói gì á. Không nói là không ăn cái này là ASMR. Múc bằng cái hộp ASMR. Em từng nấu cái này mua thử. Để thử nấu rồi nhưng mà không ra. Không ra nó bị lạc. Đúng là cái này có và rất thiếu cái mùi rất là quan trọng cho em mà không biết mùi gì. Mùi tỏi á hả? Có thể là mùi tỏi, cái mùi tỏi mà không, tao có thêm tỏi nha nhưng mà không tạo được cái mùi. À đang bị nghẹt mũi mà đi ngoài đường luôn á mà còn hửi được cái mùi nó lồng lồng luôn á là không biết cái mùi nó cỡ nào. Với anh á thì giò heo á là một cái thứ mà rất là khó ướp. Tại đơn giản cái cấu tạo phần thịt của cái chân nó lòi lõm quá không anh? Nó lòi lõm và nó nhiều cái gân và cơ của nó quá nhiều như thế này. Nên là nó khó nào mà nó ướp thấm lắm. Và mình rất vui nếu mà các bạn đã xem clip này của mình. Nếu các bạn thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To và kể cả người trong văn phòng. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Còn phần này mình sẽ đem cho cả văn phòng cùng ăn với mình. Tại mình là người bỏ tiền ra mà đi. Đi, không có ăn nữa. Đi. Rồi, không.